bản tin giao thông vận tải An Giang trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6 2019 có những nội dung chính như sau. Sạt lở rạch cái sắn trên địa bàn phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên. An Giang kiểm tra việc chấp hành thu giá dịch vụ trong giữ xe. Hạn chế giao thông thủy kênh Hồng Ngự, Vĩnh Hưng. Ngành đường bộ triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Kết thúc hạn chế giao thông thủy kênh Tháp 10 số 2. Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn An Giang, hồi 6 giờ ngày 9 tháng 6 2019, tại tổ 13 khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, xảy ra sạt lở bờ rạch cái sắn. Chiều dài sạt lở khoảng 40m, ăn sâu vào hết đường giao thông nông thôn một đoạn dài 19m. Có nguy cơ xảy ra sạt lở tiếp tại tổ 12 và 14 với chiều dài 55m khóm Thới Thạnh. Không có thiệt hại về người, nhưng vụ sạt lở ảnh hưởng đến 4 hộ dân gồm 18 nhân khẩu và làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân trên địa bàn do sạt lở đứt tuyến đường giao thông nông thôn. Nguyên nhân sạt lở được xác định ban đầu là do mái bờ kênh thẳng đứng cộng với áp lực của dòng chảy và mật độ phương tiện thủy lưu thông thường xuyên, trong đó phần lớn là xà lan và ghe tải trọng lớn tạo sóng gây ra sạt lở. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo địa phương cùng với các ngành có liên quan đến khảo sát đề ra các giải pháp khắc phục tạm thời tại khu vực sạt lở. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, nhà cửa đến nơi an toàn, hỗ trợ bố trí lực lượng, điều tiết giao thông, tổ chức trực 24/24 tại hiện trường, kéo dây, cắm biển cảnh báo để người dân biết. Mở đường tạm phía trong để các hộ lưu thông qua lại khu vực sạt lở. Sở Tài chính phối hợp với các sở Giao thông Vận tải, Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý Thị trường, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội, Công an tỉnh, các phòng tài chính kế hoạch và kinh tế hạ tầng cấp huyện tiến hành kiểm tra. Việc thực hiện niêm yết giá và thu theo giá niêm yết, chấp hành pháp luật về thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các quy định khác theo quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong giữ xe tại các địa điểm, bệnh viện, khu giải trí, danh lam thắng cảnh và khu vực chợ trên các địa bàn trọng điểm như thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, thị xã Tân Châu, Phú Tân, Tri Tôn và huyện Chợ Mới. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ tháng 6 đến cuối năm 2019. Chi cục đường thủy nội địa phía Nam thông báo, từ ngày 11 tháng 6 2019 đến ngày 17 tháng 6 2019, cấm luồng giao thông thủy qua khu vực công trường thi công trụ chống va, cầu Hồng Ngự, bắc qua kênh Hồng Ngự, Vĩnh Hưng, thuộc phường An Thạnh và phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian cấm luồng trong ngày như sau: buổi sáng từ 6:30 đến 11:30, buổi chiều từ 13:00 đến 17:30. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết, khống chế đảm bảo an toàn giao thông thủy tại hiện trường. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự báo mùa bão năm 2019 có khả năng xuất hiện từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó có khoảng 4 đến 5 cơn bão có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Ngoài ra còn có áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường, lốc xoáy, sụt lở, hạn hán sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho lĩnh vực đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Đường bộ 1, 2, 3 và 4, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ, củng cố kiện toàn ban chỉ huy, tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
rà soát kế hoạch huy động và bố trí vật tư tại các khu vực xung yếu để xử lý kịp thời các sự cố thiên tai xảy ra, các điểm thường xuyên ngập lụt trên hệ thống đường bộ để có biện pháp xử lý, xây dựng kế hoạch ứng phó với tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng. Các đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ ưu tiên nạo, vết cống, rãnh thoát nước, sửa chữa mặt đường êm thuận. Tiến hành kiểm tra các công trình đặc thù như hầm, cầu treo, dây văn, dây võng trước khi có bão và bố trí bộ phận trực để theo dõi, điều tiết giao thông trong thời gian có bão. Chi cục đường thủy nội địa phía Nam thông báo sự cố nhịp giữa khoang thông thuyền cầu Tân Nghĩa bắc qua kênh Tháp 10 số 2, kênh Nguyễn Văn Tiếp, thuộc địa phận xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã được trục vớt, thanh thải. Các vật chứa ngại và rà quét luồng trong phạm vi khoang thông thuyền của cầu. Kể từ 9 giờ ngày 7 tháng 6 2019, luồng chạy tàu qua khu vực nêu trên trở lại bình thường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư hôm 4 tháng 6 yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp nhà nước tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tháng 6 triển khai hoạt động truyền thông tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình với chủ đề phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội. Tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 trong các ngày 14 tháng 6 đến 28 tháng 6 2019 với chủ đề giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội phòng chống bạo lực gia đình. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến và xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Bản tin giao thông vận tải An Giang trong tuần đến đây là hết. Cảm ơn bà con và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.